Máy trả kết quả rung 2 chắn tôi thừa 1 tỷ này. Đấy, mở ra này, nó là sấp đôi anh em ạ. Chồng quân chồng vị, máy vẫn báo này. Sóc tiếp này. Đấy, máy trả kết quả rung 1 này, lẻ tôi thừa 2 tỷ này. Đấy, mở bát này, ba đen này anh em nhé. Xin chào tất cả anh em. Thì trước khi vào giới thiệu cái sản phẩm đánh sóc đĩa bịp thì tôi sẽ bật đồng hồ dây lên để cho anh em kiểm chứng đây là một video không cắt ghép anh em nhé. Thì trong thời gian vừa qua đã có rất là nhiều anh em chơi cờ bạc như là sóc đĩa, tài xỉu và bầu cua thua tha rất là nhiều, dẫn đến trường hợp là anh em phải đi vay lãi, cắm nhà cắm xe và không thể gỡ gạc được. Thì anh em biết là cái thời buổi công nghệ 4.0 ấy thì người ta sẽ dùng những cái đồ bịp cao cấp để bịp anh em, mặc dù là anh em đã kiểm tra từ bát đĩa quân vị rất là cẩn thận rồi. Đánh xong là anh em đập cả bát đĩa, xé quân vị nhưng không kiểm tra và không phát hiện được gì mà anh em vẫn là người thua cuộc. Thì trong clip ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho toàn thể quý anh em một bộ sản phẩm đánh sóc đĩa bịp cực kỳ cao cấp. Thì cái hàng này tôi lấy trực tiếp hàng từ bên Macau về, và một trong những nơi có rất là nhiều đồ bịp công nghệ cao. Thì đi chơi cái đồ này thì anh em không cần phải chuẩn bị như là bát đĩa quân vị anh em nhá. Những cái bát đĩa quân vị nó hoàn toàn của chủ sới rồi, hoàn toàn là đồ xanh chín anh em ạ. Thì anh em chỉ cần biết cho tôi là tại các địa điểm mà anh em đánh sóc đĩa, người ta chơi bằng quân vị gì? Quân tre, quân đóm, quân bao thuốc, quân thăng long hay là bất kỳ một loại quân gì thì anh em đều có thể đánh được bằng cái đồ bịp này anh em nhá. Đấy, thì màn hình anh em đang quan sát ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn là một bộ bát đĩa xanh chín, một bộ quân vị đó là quân bài. Đấy, và cục nam châm để tôi test thử đồ trước khi vào thử để cho anh em. Đấy, thì cái máy B28 này chính là cái con hàng mà tôi muốn giới thiệu đến cho anh em. Thì anh em có thể để ý là cái máy này được thiết kế từ 9 mắt camera hồng ngoại để nó quét màu lưng quân vị, nó ghi nhớ ở bên trong. Khi mà máy nó đo được là mặt sấp hay mặt ngửa của quân vị, nó sẽ báo trực tiếp cái rung lên để cho anh em biết được là trong bát trong đĩa nó sẽ là chẵn hay nó là lẻ anh em nhá. Về cái khoảng cách tối đa cái máy này được là 5 mét anh em ạ. Nên là anh em không cần phải làm cái, anh em không cần sóc cái, anh em vẫn có thể đánh được cái bộ sản phẩm này. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đi vào và thử luôn cho anh em. Thì đầu tiên tôi sẽ đánh dấu bộ bát đĩa này nè. Đấy, tôi sẽ đánh dấu bộ bát đĩa này nè để tí nữa tôi đập thử để cho anh em cùng xem là cái video này tôi đánh là hoàn toàn xanh chín anh em nhá. Đấy, đây là một bộ quân vị này, đây là một bộ quân vị này. Đấy, tôi sẽ lấy một bộ quân vị này ra thì tôi biết là cái sòng ngày hôm nay nó sẽ đánh bằng quân vị này. Đấy, tôi sẽ cháo lên này. Đấy, đầu tiên tôi sẽ lấy một lá bất kỳ này, lấy một lá bất kỳ, tôi bật máy lên nhá. Anh em sẽ để ý đây là có công tắc bật nguồn này, anh em bật máy lên cho tôi này, gạt về nút on này, máy sẽ hiển thị đi hồng ngoại để sau đó là anh em sẽ bật vào đây để anh em quét cho tôi cái camera này, quét này, anh em có thể thấy là máy quét cực kỳ sắc nét này, nó sẽ ghi nhớ được. Đấy, sau khi mà máy quét xong mà nó ghi nhớ được màu lưng của lá bài này, nó sẽ lập tức nó báo tín hiệu này, anh em có thể thấy nó nghe tiếng tít một cái là nó đã nhận được tín hiệu rồi. Thì cái lá này anh em bỏ ra bên ngoài, cái lá này anh em bỏ ra bên ngoài nhá, và sau đó anh em sẽ dùng cái lá này. Thì đây sẽ là một lá xanh chín này, tôi sẽ cháo lên tôi chọn này. Đấy, cháo bất kỳ một lá bất kỳ anh em nhé. Đấy, cháo bất kỳ luôn. Ai là người chọn vị đều được anh em nhé, bất kỳ ai chọn vị đều được. Anh em để ra bên ngoài này. Đấy, sau đó là đi vào và cắt vị này. Cắt vị tôi sẽ dùng đột vị để tôi cắt vị để cho anh em cùng xem nhé. Sau khi mà máy đã quét được cái lưng quân vị rồi thì anh em không cần quan trọng là đối phương người ta chọn vị nào anh em nhá, vị cơ, vị bích, vị tép, vị rô đều được anh em ạ. Đấy, tôi cắt xong 4 lá vị này rồi này. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi vào và thử luôn bằng nam châm này. Đây là một cục nam châm anh em nhá. Đây là một cục nam châm này. Đấy, tôi để vị lên nam châm này. Tôi để vị lên nam châm này, vị rơi như bình thường này. Đây là vị xanh chín anh em nhá. Còn bát này. Đấy, bát tôi thử nam châm này. Đấy, làm sao ở trên này là nam châm nó chạy, tức là bát xanh chín này. Đấy, tiếp theo là đến phần đĩa này. Đĩa này tôi thử này. Đấy, nó chạy như bình thường này, đĩa xanh chín này. Đấy, bây giờ tôi sẽ để ra bên ngoài này. Và bây giờ tôi sẽ để cái máy này ở trong cái bát để cho anh em cùng nghe, để anh em cùng cảm nhận được cái độ chính xác của cái máy này nó báo như nào anh em nhé. Đấy, thì khi mà mặt quân vị này nó không đo được, tức là có ba đen hoặc ba trắng nó không đều vị thì máy nó sẽ báo rung 1. Còn nếu như mà nó đo được đều vị, tức là sấp đôi hoặc là tứ tử, nó sẽ báo rung 2 anh em nhé. Thì khi mà anh em đánh á, máy báo rung 2, anh em không cần biết tứ tử hay là sấp đôi, anh em cứ đánh chẵn cho tôi anh em nhé. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đi vào và sóc thử để cho anh em xem là ngày trắng đêm đen tôi sóc luôn này. Anh em nhìn này, quan sát đồng hồ dây vẫn đang chạy như bình thường anh em nhá. Bây giờ tôi đi vào sóc này. Đấy, cái đặt đâu cũng được anh em nhá. Cái sóc cân tay ngay bát đều được hết.
máy trả kết quả rung một này, lẻ này. Đấy, mở ra nó là ba đen anh em ạ. Máy nó báo thì không sai được đâu anh em. Tôi sóc tiếp cho anh em xem này. Máy trả kết quả rung 2, chẵn tôi thừa 1 tỷ này. Đấy, mở ra này, nó là sấp đôi anh em ạ. Chồng quân chồng vị, máy vẫn báo này. Sóc tiếp này. Đấy, máy trả kết quả rung 1 này, lẻ tôi thừa 2 tỷ này. Đấy, mở bát này, ba đen này anh em nhá. Đấy, máy báo cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Anh em tự tin anh em mở bát thôi. Xuống tiền anh em tự tin mở bát này. Máy trả kết quả rung 1 này, bạc cầu này, lẻ này. Đấy, đó là ba đen anh em ạ. Bẹt bạc ba đen này. Đấy, bạc đi rất đẹp anh em ạ. Đấy, máy nó báo thì không sai được. Đấy, chắn tiếng này cho thừa cả 5 tỷ luôn cho ai mở bát này. Mở ra này, nó là sấp đôi này. Đấy, máy báo rất chuẩn luôn anh em nhá. Đấy, mở bát tiếng này anh em nào mà thừa thì có chết thôi. Sau tiếng cuối cùng thử cho anh em xem này. Máy này trả kết quả rung 1 này, đánh cả nhà tôi vào lẻ luôn này. Đấy, chồng quân chồng vị, máy vẫn báo này, ba đen anh em nhá. Đấy, đi qua một vài tiếng thử là anh em đã thấy được máy nó báo là cực kỳ chuẩn anh em nhá. Con máy B28 này khi đi chơi anh em chỉ cần để ở trong người thôi, không cần phải đánh hai người anh em ạ. Anh em để bất kỳ vị trí nào cũng được, túi quần, túi áo, ống đồng, ống chân này đều được anh em nhá, khoảng cách xa là 5m. Anh em không cần làm cái, anh em đứng ngoài anh em thả tiền anh em vẫn là người chiến thắng anh em ạ. Đấy, chơi xong thì anh em tắt máy đi này. Đấy, đi qua đây thì anh em nào mà đang thua tha, anh em có nhu cầu mà anh em muốn sử dụng cái đồ bịp cao cấp này để anh em có thể gỡ gạc và lấy lại được tất cả những gì mình đã mất. Đấy, thì anh em liên hệ trực tiếp hotline tôi chạy trên màn hình. Thì tôi có hai cơ sở, đó là ở cơ sở Hà Nội và cơ sở ở Sài Gòn. Thì nếu mà anh em quan tâm đến cái đồ này mà muốn đến thử hàng thực tế thì anh em mang bát, mang đĩa và mang quân vị của anh em đến tôi thử đồ cho anh em xem. Đấy, đảm bảo với anh em đánh cực kỳ chuẩn xác luôn anh em nhá. Đấy, thì cái bản này là bản nâng cấp nên là anh em yên tâm là khi anh em mang vào sân vào sới anh em đánh nó sẽ chuẩn 100% luôn. Anh em xuống tiền anh em tự tin anh em mở bát. Đấy, thì bây giờ không để anh em chờ lâu này. Đấy, bây giờ tôi sẽ để cái bộ vị này ra bên ngoài. Đấy, đây là cái đĩa anh em nhá. Đấy, đĩa tôi vừa đánh dấu này. Tôi sẽ đập cái đĩa này ra để cho anh em kiểm tra này. Đập này. Đấy, đập này, đập cái đĩa này. Đấy, đĩa này là đĩa xanh chín 100% anh em nhá. Đấy, đĩa xanh chín này. Bây giờ đến cái bát này. Đấy, bát này tôi vừa đánh dấu anh em nhá. Đó, đập này. Đấy, đập luôn cả đít bát này. Đấy, hoàn toàn là xanh chín 100%. Tôi sử dụng ở đây hoàn toàn là đồ xanh chín anh em ạ. Phải là quân vị này anh em nhá. Tôi xé quân vị ra cho anh em kiểm tra này. Quân vị bên trong sẽ không có gì này. Đấy, tôi test đồ thực tế luôn. Cái bộ này đánh cực kỳ chuẩn. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình anh em nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Đấy, xin chào tất cả anh em. Đấy, thì hiện nay đang có rất là nhiều anh em lâm vào cái cảnh lợ lần thua tha. Bởi vì là anh em đi đánh cờ bạc vào cái thời buổi công nghệ 4.0 này sẽ không còn cờ bạc xanh chín nữa anh em nhá, mà người ta dùng những cái bộ đồ đẳng cấp để bịp anh em. Thì mặc dù là vào sân chơi anh em đã kiểm tra từ bát đĩa quân vị rất là cẩn thận rồi, đánh xong anh em đã đập bát đập đĩa và xé quân vị không có gì bên trong mà anh em vẫn là người thua cuộc, thì trong khuôn khổ clip ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em một bộ đồ để giúp cho anh em vào bờ một cách an toàn nhất của năm 2024. Thì cái bộ đồ này thì như những năm trước thì anh em có thể để ý là cái độ chuẩn xác của nó không được cao, thậm chí là có những tiếng nó còn báo sai. Thế nhưng với bản nâng cấp của năm 2024, tôi đã nhập trực tiếp cái bản mạch này từ bên Macau, một trong những nơi có rất là nhiều đồ bịp cao cấp, bịp được tất cả các môn chơi anh em ạ. Đấy, thì để giới thiệu đến cho anh em là con B28 sử dụng quét màu lưng quân vị để ghi nhớ mặt quân vị và báo rung trực tiếp lên cho anh em. Đấy, thì cái máy này sau khi mà ghi nhớ được mặt lưng quân vị, nếu như mà máy đo được đủ mặt vị là đều nhau thì máy sẽ báo rung 2. Còn nếu như đo không đủ vị, mặt không đều nhau, tức là ba trắng hoặc ba đen, máy sẽ báo rung 1. Thì anh em lưu ý cho tôi ghi nhớ đó là lẻ rung 1 và chẵn rung 2 anh em nhé. Thì bây giờ địa phương anh em chơi bất kỳ loại quân vị nào, từ vị đóm, vị tre, vị thuốc, vị bài, vị chắn đều có thể đánh được bộ sản phẩm này. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào và test thực tế để cho anh em cùng kiểm chứng cái chất lượng cũng như là độ chính xác tuyệt đối của cái bộ sản phẩm này. Thì phía trước anh em đang quan sát là tôi đã chuẩn bị sẵn là một bộ bát đĩa xanh chín này. Tôi sẽ sử dụng, đây là một cục nam châm anh em nhé. Đây là một cục nam châm. Đấy, tôi sao ở trên đĩa này là nam châm chạy như bình thường. Thì đây là đĩa xanh chín anh em nhé. Đấy, đĩa xanh chín này. Sang đến bát này. Đấy, bát cũng là đồ xanh chín 100%. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ bật máy lên này. Đấy, sau khi tôi bật máy lên thì anh em có thể để ý là tia hồng ngoại của nó soi rất là sắc nét.
và nó quét cực kỳ chuẩn xác cái mặt lưng quân vị. Thì trong 52 lá bài này anh em chỉ cần quét cho tôi một mặt lưng của một lá anh em nhá, thì nó sẽ nhận diện được tất cả 52 lá bài còn lại anh em ạ. À, bây giờ bắt đầu tôi quét này. Đấy, sau khi máy quét mặt của nó mà nó nhận tín hiệu thì nó sẽ báo lên để cho anh em cùng biết này. Anh em quét này, trong vòng 3 đến 5 giây máy nhận tín hiệu xong, máy trực tiếp báo luôn cho anh em một tiếng tít là máy nhận diện xong rồi. Anh em bỏ lá này ra bên ngoài, vào sân chơi, chơi bất kỳ lá nào cũng được. Tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một lá để cho anh em cùng xem này. Đấy, chọn bất kỳ ngẫu nhiên một lá, bất kỳ lá nào cũng được anh em nhé. Đấy, để lá này ra. Đấy, tôi đi vào tôi cắt thử luôn vị để cho anh em cùng xem nhé. Đánh cái đồ này thì anh em không cần phải hai người chơi anh em ạ, một mình anh em chơi thôi. À, thì đây là vị này. Đấy, tôi sẽ thử luôn cả vị để cho anh em cùng xem này. Đấy, để trên 5 châm này mà vị nó chạy được thì là vị xanh chín 100% anh em nhá. Còn bát đĩa là tôi đánh dấu lại này, tôi đánh dấu lại để tí nữa tôi đập cho anh em kiểm chứng là đây là một bộ xanh chín hoàn toàn luôn anh em ạ. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ để máy lên trên cái bát này để cho anh em cùng nghe được cái nhịp rung nó báo chuẩn như thế nào anh em nhá. Về khoảng cách thì anh em lưu ý cho tôi này, khoảng cách của nó tối đa là 5m. Đấy, người cầm cái chủ sới người ta sóc tít ở trên, với khoảng cách 5m máy vẫn báo chuẩn cho anh em. Đấy, anh em thả tiền, anh em tự tin, anh em mở bát anh em nhá. Bây giờ tôi để này. Đấy, ngày trắng đêm đen tôi để mặt vị ngửa này, bắt đầu đi vào sóc thử để anh em cùng kiểm chứng nhá. Sóc này, máy trả kết quả rung một thì trong bát trong đĩa nó là lẻ anh em nhá. Mở bát anh em xem này. Đấy, lẻ ba trắng này anh em nhá. Máy báo cực chuẩn luôn anh em ạ. À, phiên bản nâng cấp nó báo thì không sai được đâu anh em ạ. À, sóc tiếp anh em xem này. Máy trả kết quả rung hai, trong bát trong đĩa nó là chẵn này. Mở này, sấp đôi này. Đấy, không cần biết sấp đôi thứ tự, mở bát có chẵn là ăn tiền anh em ạ. À, máy báo thì không bao giờ sai được anh em ạ. À, sóc tiếp này. Sóc cực kỳ cần tay ngay bát này. Máy vẫn trả kết quả rung hai này. Bạc bẹt anh em ạ, à, chẵn này. Đấy, mở ra nó vẫn là sấp đôi anh em ạ. Đấy, sóc cực kỳ cân tay ngay bát anh em nha. Quân vị chạy rất đều nhau. Máy báo cực chuẩn luôn. Máy trả kết quả rung một anh em ạ. Nó là lẻ rồi anh em ạ. Bạc đi quá đẹp anh em ạ. Đấy, lên ba đen này. Sấp đôi lên ba đen này. Thì bây giờ tôi sẽ cầm cái máy này lên để cho anh em cảm nhận là khi mà tôi để máy trong người, máy rung cực kỳ êm. Nó giống như báo rung tin nhắn thôi anh em ạ. Không ai biết được anh em nhá. Để trong người là không ai phát hiện được. Để tôi cầm máy lên tôi sóc luôn cho anh em cùng xem này. Máy báo rung một anh em ạ. Mở ra thì chắc chắn là lẻ rồi. Tôi đánh 1 tỷ lẻ cho anh em xem này. Để mở ra nó là ba trắng anh em ạ. Máy đã báo thì ít sai lắm anh em ạ. Bản nâng cấp báo cực chuẩn luôn anh em nhá. Xuống tiền là tự tin mở bát. Để máy tiếp tục trả kết quả rung một này. Lần này tôi đánh cả 2 tỷ và lẻ luôn này. Đó là lẻ anh em ạ. Đấy, máy nó báo thì anh em tự tin luôn. Máy báo cực chuẩn. Đấy, máy vẫn trả kết quả rung một anh em nhá. Đấy, bạc bẹt rồi anh em ạ. Đấy, bạc phát lẻ này. Đấy, mở ra nó là lẻ anh em ạ. Đấy, qua một vài tiếng bạc tôi thử sóc cho anh em thì anh em thấy rằng là đánh chuẩn 100% anh em nhá. Thì nếu như anh em nào đang có nhu cầu, anh em cần cái bộ đồ này để anh em muốn vào bờ an toàn thì anh em có thể liên hệ trực tiếp hotline của tôi chạy trên màn hình. Đấy, khi mà anh em đến thử đồ nhà tôi thì anh em có thể thoải mái là mang bát đĩa quân vị đến để tôi thử đồ trực tiếp cho anh em nhé. Anh em bất kỳ địa phương nào anh em đều có thể lấy được bộ đồ này chơi anh em ạ. Đấy, thì như ban đầu tôi nói, bây giờ tôi sẽ đập thử bộ bát đĩa này để kiểm chứng cho anh em cùng xem này. Đấy, tôi đập luôn cái bộ bát đĩa này ra để cho anh em cùng xem cái độ xanh chín của nó anh em nhé. Đây, đập đĩa này. Đấy, đập đĩa này. Đấy, kiểu anh em kiểm tra trước này. Đầu tiên về đĩa này, đĩa xanh chín 100% này. Đấy, tiếp theo đến bát này, đập bát này. Đấy, bát xanh chín này. Đấy, không sử dụng bất kỳ một mánh khóe gì anh em nhé, mà dựa vào hoàn toàn đó là cái máy con máy B28 này. Đấy, xé vị để cho anh em cùng xem này. Đấy, vị xanh chín 100% anh em nhé, vị hoàn toàn xanh chín này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này, xanh chín 100%. Đấy, thì qua đây là rất mong anh em